Và thưa quý vị khán giả thân mến, lúc này chúng ta đang được thấy những ánh nắng thật đẹp tại huyện Yên Khánh. Đó là tại sân bóng đá Khánh Hải, nơi đang diễn ra những trận thi đấu rất nảy lửa của giải bóng đá Yên Khánh League lần thứ nhất năm 2023. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến các trận thi đấu tiếp theo ở vòng đấu thứ 6, vòng đấu áp chót. Và trước mắt quý vị là trận thi đấu giữa hai đội bóng Khánh Cư và Bình Minh trước đội bóng Khánh Cường. Còn đối với thị trấn Yên Ninh và Khánh Thủy, hai đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng đã hòa nhau một vòng đấu được. Có lẽ họ phải cần ít nhất một điểm nữa thì mới chắc chắn vô địch. Điều đó sẽ giúp cho vòng đấu cuối trở nên hấp dẫn. Trận đấu đã được bắt đầu. Thứ bảy thì các trận đấu vẫn sẽ được diễn ra đúng với khung giờ quen thuộc. Rất nguy hiểm. Cú sút xa. Đã tiếp tục có một trận thi đấu. Rất nguy hiểm. Tuyệt vời, pha về bóng quá. Rất hay. Thoát người cực hay. Cơ hội tấn công dành cho Bình Minh. Tuy nhiên pha về bóng hơi mạnh nhưng vẫn là cao thủ áo đỏ Xuân Biên. Bóng đập cột, quá nguy hiểm đối mặt chơi. Không vào. Pha xoạc bóng gian xả của Hội Lộp. Tuyệt vời. Cú sút điểm ngay, bóng đập giả. Một cú đá rất hiểm hóc. Chân trái quá đẹp, không vào. Và như vậy hiệp hai đã bắt đầu rồi. Chủ động tấn công trong những tình huống này. Pha đi bóng, chân trái quá đẹp. Hạm bóng tuyệt vời. Những ngôi sao tương lai của bóng đá huyện Yên Khánh. Nguy hiểm quá đẹp mắt. Và như vậy chúng ta đang thấy được chất lượng và giá trị của idol Chí Lâu Đều. Một pha đánh đầu. Và đó là một bàn thắng quá đẳng cấp và tuyệt vời của Chí Lâu Đều. Sau bàn thắng vừa rồi thì hai anh đã giơ tay lên trời thể hiện sự ăn mừng. Và chỉ có Chúa mới tin anh. Được với pha bóng xử lý vừa rồi, quá tuyệt vời dành cho idol Chí Lếu Lều Lều. Cơ hội không vào. Một cú giá rất quyết đoán, rất tốt. Đó là một pha chờ bóng mà chúng tôi đánh giá rất cao. Và hai bàn thắng của cao thủ Khánh Cư đều đến từ vị trí của idol Chí Lếu Lều. Những pha đánh đầu quá khó chịu. Và chúng tôi nói rằng đó là một đường truyền và một pha chờ bóng có sự nguy hiểm cao. Lần này thậm chí là một tư thế đánh đầu khó khăn hơn bởi anh đã bị theo kèm sát. Vẫn với phong thái hai tay giơ với tầm lưng lửng và chỉ lên trời để ăn mừng đến từ Chí Lếu Lều. À, cắt bóng tốt của Chí Lếu Lều. Quay. Lật lòng. Quá tuyệt vời. Dứt điểm ngay. Đó là đường chuyền quá tuyệt vời. Quá nguy hiểm. Hoài Sơn rất điểm quá mạnh, không vào. Và đưa bóng rất nguy hiểm. Như vậy tiếng còi mán cuộc đã vang lên và xin chúc mừng Khánh Cư, họ lại có thêm một chiến thắng nữa và đã cải thiện được vị trí rất nhiều ở loạt trận lượt về này.